Sáng nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh phối hợp Quỹ ban nhân dân quyền Cần nước tổ chức kỷ niệm 63 năm thảm họa da cam Việt Nam 10 tháng 8 1961, 10 tháng 8 2024 và trao quà cho nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo hiếu học và hộ nghèo trên địa bàn quyền. Phó trưởng ban dân dân tỉnh quỹ Nguyễn Triệt Cường đến dự. Theo thống kê của Hội nạn nhân chất độc da cam Điêu Xin tỉnh, toàn tỉnh có trên 30.000 người bị phơi nhiễm chất độc da cam, có gần 5.000 hộ chiên, trong đó nạn nhân hưởng chế độ chính sách hàng tháng là trên 1.400 người. Thực hiện phong trào vì nạn nhân chất độc da cam từ năm 2018 đến năm 2023, Hội nạn nhân chất độc da cam đã quy động trên 43 tỷ đồng chăm lo cho các nạn nhân. Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, hội đã vận động được trên 12 tỷ đồng tại chương trình sáng nay hội nạn nhân chất độc da cam điều xin tỉnh trao 20 xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam điều xin 20 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học 50 suất quà cho hộ nghèo nạn nhân chất độc da cam điều xin với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng do mạnh thường quân ủng hộ